Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018 đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật chiếm tới 2 phần 3 thời gian. Kết thúc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 8 dự án luật, trong đó có luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng được các đại biểu Quốc hội lấy ý kiến cử tri từ tháng 3 năm 2017, ngay tại kỳ họp, trước giờ biểu quyết Thông qua một số điều còn có ý kiến khác nhau như điều 10 và điều 26 cũng được lấy ý kiến tại Quốc hội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các cơ quan soạn thảo Luật An ninh mạng và Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến của các cơ quan, các nhà khoa học và người dân, chỉnh lý văn bản nên luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao 86,86% ,86 đại biểu tán thành. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật An ninh mạng cùng 6 luật khác vừa được Quốc hội thông qua. Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thế nhưng cho đến nay, nhiều hãng thông tấn, báo chí phương Tây và nhiều website có máy chủ ở nước ngoài vẫn cố tình xuyên tạc, cản trở luật An ninh mạng đi vào cuộc sống. Họ nói rằng luật An ninh mạng mở đường cho một cuộc trấn áp mới, rằng Luật an ninh mạng gây quan ngại về quyền con người và ảnh hưởng tới thương mại quốc gia. Sau khi luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua, từ thông tin mạng ở nước ngoài dẫn dắt, một số kẻ chống phá trong nước đã kích động người dân, dẫn đến một số cuộc biểu tình gây dối ở một vài nơi. Trong những cuộc biểu tình gây dối này, khẩu hiệu được in sẵn và tán phát từ trước. Có thể nói, các thế lực thù địch đã có cả một kế hoạch khá chi tiết, bài bản nhằm xuyên tạc, cản trở luật an ninh mạng đi vào cuộc sống vậy vì sao Việt Nam cần có luật an ninh mạng? Luật an ninh mạng có xâm phạm các quyền và lợi ích của người dân, có cản trở nhà nước Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết gia nhập không? Mục đích xuyên tạc, cản trở luật an ninh mạng đi vào cuộc sống của những kẻ chống phá là gì? Trước hết, vì sao Việt Nam cần phải có luật an ninh mạng? khác với các thời kỳ lịch sử trước, bảo vệ tổ quốc là bảo vệ biên cương, bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển của đất nước. Ngày nay bảo vệ tổ quốc còn phải bảo vệ không gian điện tử của tổ quốc thực tế cho thấy từ khi internet mạng xã hội ra đời đến nay đã từng diễn ra việc lợi dụng internet mạng xã hội để tập hợp lực lượng kích động biểu tình gây dối kêu gọi lật đổ chính quyền ngày nay các thế lực thù địch đã có thêm một phương thức mới để chống phá nhà nước đó là sử dụng internet mạng xã hội để tấn công cơ quan tổ chức thậm chí còn có thể gây bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chẳng hạn chúng sử dụng hacker, tin tặc, gây ra những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội. Còn nhớ tháng 3 năm 2017, xảy ra vụ việc tin tặc tấn công hàng loạt website, sân bay trong nước, khiến cho nhiều chuyến bay bị gián đoạn, đảo lộn. Internet, mạng xã hội từng là phương thức tán phát thông tin thất thiệt về những mục tiêu hiểm độc, đề hèn như lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến khủng bố tinh thần, đe dọa đưa lên mạng những thông tin cá nhân, đời tư, khiến nhiều gia đình tan hát, cuộc sống bị xáo trộn, thậm chí không ít người còn tìm đến cái chết. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch sử dụng internet, mạng xã hội để thực hiện kế hoạch lật đổ chế độ nhà nước bằng việc kích động người dân tụ tập đông người, biểu tình, bất bạo động, gây bất ổn chính trị xã hội, gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, nhà nước Việt Nam cần có chế tài nghiêm minh đối với tội phạm mạng là điều hết sức cần thiết. Thứ hai, luật an ninh mạng có xâm phạm các quyền và lợi ích của người dân có cản trở nhà nước Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết gia nhập không? Luật an ninh mạng gồm 7 chương 43 điều. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng là một, Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của nhà nước. 3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động trên không gian mạng, điều 4. Luật an ninh mạng chỉ quy định các chế tài đối với việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức cá nhân. Đó là những hoạt động. một Tổ chức hoạt động cấu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Xuyên tăng lịch sử, phủ nhận thành tiệu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 3. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. 4. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin sâm mô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phòng mỹ tục của dân tộc. 5. Sử dụng lôi kéo kích động người khác phạm tội. 6. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi điều 8. Luật an ninh mạng có vi phạm các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay không và các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook sẽ rời khỏi Việt Nam. Theo tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các hiệp định WTO và CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh. Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại phía Nam, đặt máy chủ ảo tại phía Nam là hoàn toàn hợp pháp. Được biết, cho đến nay đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Đức, Pháp có quy định bắt buộc các doanh nghiệp mạng phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ nước mình. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu của cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt ở Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore. Luật an ninh mạng có hiệu lực thì các doanh nghiệp này phải chuyển lưu trữ dữ liệu về Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Còn các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook đã có mặt tại Việt Nam thì sao? Việt Nam hiện là một thị trường lớn của họ, hơn nữa cung cấp các dịch vụ mạng hiện nay cũng là một thị trường mà các quốc gia có thể lựa chọn theo quan điểm của mình. Với Việt Nam, bảo vệ, bảo đảm an ninh quốc gia trên không, xa mạng luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là điều mà Google và Facebook chắc chắn phải cân nhắc. Gần đây, ngày 5 tháng 7, khi mạng xã hội Facebook ghi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào vùng biển của Trung Quốc, đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng Việt Nam và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cuối cùng, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã phải sửa sai và xin lỗi Việt Nam xét về quyền và lợi ích cá nhân tổ chức doanh nghiệp luật an ninh mạng hoàn toàn không hạn chế về quyền và lợi ích của nhóm đối tượng trên vì chế tài của luật an ninh mạng chỉ áp dụng đối với những hành vi phạm tội thông qua lợi dụng internet mạng xã hội điều tám mặt khác luật an ninh mạng còn bảo vệ người dân và doanh nghiệp luôn có một môi trường thông tin chân thực lành mạnh thoát khỏi tình trạng bị ô nhiễm như đối với không khí nước uống và thực phẩm sạch cho tinh thần thứ ba mục đích xuyên tạc cản trở luật an ninh mạng đi vào cuộc sống của những kẻ xấu là gì khác với luật báo chí luật tiếp cận thông tin nghị định của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng luật an ninh mạng đã có những quy định cụ thể nhằm loại bỏ thông tin xấu độc độc hại ngay tại gốc từ những trang mạng mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá chế độ xã hội nhà nước việt nam đồng thời luật an ninh mạng là cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học xử lý những kẻ lợi dụng internet mạng xã hội để chống phá chế độ xã hội nhà nước và làm tổn hại đến cá nhân tổ chức doanh nghiệp của việt nam căn cứ vào luật này các cơ quan chức năng có quyền yêu cầu các nhà mạng phải cung cấp đầy đủ thông tin của những tài khoản tán phát thông tin độc hại và đây là nỗi lo lớn của những kẻ xấu